Chương 1204: Xây dựng mục phủ. Sau đó một quãng thời gian, sau cái sự kiện thượng cổ thiên cung dần đi vào quên lãng, một sự kiện khác là tiếp gây ra sự chấn động toàn bắc giới. Đầu nguồn chính là mục phủ sáng lập. Không ai ngờ tới, thế lực trước kia xưng là bá bắc giới liên minh, bỗng giải tán thay vào đó là một mục phủ. Mà càng làm thế lực khắp bắc giới khiếp sợ, chủ nhân mục phủ không phải Mạn Đà La mà là Mục Trần. Đối với Mục Trần, rất nhiều cường giả bắc giới không xa lạ. Những năm này tên tuổi cùng chiến tích hắn càng ngày càng vang dội, làm cho hắn trở thành người trẻ tuổi số 1, thậm chí trải qua lần thượng cổ thiên cung. Hắn càng có quyền kiêu ngạo trong thế hệ trẻ tuổi tại Thiên La Đại Lục. Chiến tích như vậy, dù ai cũng phải cảm thán một tiếng. Coi như là nhân vật thiên kiêu, thế nhưng dù chiến tích của hắn có bao huy hoàng, trong mắt những cường giả ẩn mình lâu năm vẫn là tiểu bối. Hắn còn sao mới có tư cách là một chúa tể một phương? Vì lẽ đó, các thế lực khắp nơi âm thầm hạn chế tiếp xúc, hoàn toàn không coi trọng thế lực mục phủ. Bọn hắn vốn dĩ đang muốn đứng xem chuyện vui, lại tiếp tục đón ít sự kiện chấn động khác. Bởi thế lực hàng đầu bắc giới, Huyền Thiên Điện, Vạn Thánh Sơn, U Minh Cung lúc này tuyên bố bọn họ đầu nhập vào mục phủ, đồng thời tôn mục trần làm náo đại. Tin tức tản ra không chỉ bắc giới chấn động, ngay cả một ít thế lực siêu nhiên hàng đầu tại Thiên Na Đại Lục đều choáng váng. Bởi mục phủ mới sáng lập đã nắm giữ 6 vị hạ vị địa chí tôn cùng một chí tôn đại viên mãn. Đội hình cỡ này không chỉ nói là ở bắc giới, coi như toàn bộ Thiên Na Đại Lục cũng có thể xem là thế lực đứng đầu. Dĩ vãng tại Thiên Na Đại Lục, những thế lực bá chủ kia đều không ngừng phân tranh tại bắc giới, bởi vì nơi này chưa từng xuất hiện thế lực chân chính có trọng lượng. Vì thế nơi này rời rạc, e rằng những thế lực hàng đầu kia ở bên ngoài bắc giới cũng nhịn không được đưa tay vào xâu xé, từng bước xâm chiếm. Nhưng mà bây giờ phân tranh không ngừng của bắc giới như trước rốt cuộc bị dẹp bởi một thế lực khác, hơn nữa có sự ủng hộ của các thế lực hàng đầu tại đó sát nhập. Có thể tưởng tượng mục phủ đem sẽ trở thành bá chủ bắc giới, mà nhờ vào đó làm căn cơ, mục phủ càng một bước ngang ngược tiến vào hàng ngũ thế lực hàng đầu Thiên Na Đại Lục. Đối ngoại mở rộng, trong vào mấy năm sau đó tất nhiên mục phủ sẽ trở thành một con quái vật khổng lồ trên Thiên Na Đại Lục. Thậm chí bọn họ nắm giữ một thiên chí tôn, e rằng tương lai thực sự có tư cách xưng bá Thiên Na Đại Lục, trở thành một trong một phương siêu cấp thế lực tại đại thiên thế giới, trưởng không hàng ngàn tỷ sinh linh, tài nguyên về cùng. Các thế lực khắp nơi chấn động. Sau 3 ngày thì mục phủ thành lập. Tổng bộ mục phủ tự nhiên là thiết lập vốn ở Đại La Thiên. Ngày hôm đó không chỉ bắc giới, hết thảy thế lực thủ lĩnh đều không một vắng chỗ ở này. Thậm chí ngay cả các thế lực xung quanh bắc giới đều tập hợp. Bởi bọn họ rõ ràng, một khi mục phủ phát triển, sau này bắc giới có một hậu thuẫn mà thế lực đó đột nhiên sẽ là so với dĩ vãn mạnh mẽ, có thể đi tranh cướp khắp nơi. Nếu muốn sinh tồn thì phải lập tức ôm chặt bắp đùi mục phủ. Đại điện Đại La Thiên, Mục Trần đứng chắp tay phía trước đại điện, một quảng trường vô cùng lớn. Bây giờ cả quảng trường bao bọc tối om bởi biển người dày đặc. Những người này đều điều chỉnh dị thường, phân biệt rõ ràng bởi ngày sau chính là người của Đại La Thiên Vực. U Minh Cung, Vạn Thánh Sơn cùng hội tụ. Sau này họ là lực lượng lỏng cốt của mục phủ. Ánh mắt bọn họ là hội tụ trên người Mục Trần, tràn ngập vẻ kính sợ, bởi họ biết từ nay về sau người lãnh đạo bọn họ trực tiếp là người thanh niên trước mặt. Gió thổi qua trên quảng trường yên tĩnh không hề có tiếng động. Phía ngoài những thủ lĩnh các thế lực khắp nơi hội tụ càng câm như hến, hiển nhiên là bị thành thế như vậy áp chế. Bọn họ biết từ nay về sau mục phủ là áp chế xung quanh bắc giới. Đứng ở trên bậc thang, Mục Trần cảm thụ ánh mắt kính sợ kia. Cũng là cảm thán mấy năm trước khi hắn tới bắc giới, tất cả một cái tên chả ai biết. Ai nghĩ được tiểu tử vô danh đó lại trở thành bá chủ bắc giới. Đối mặt biến hóa nghiêng trời này, dù là đối với trưởng khống một phe thế lực, Mục Trần cũng không có hứng thú quá lớn. Nhưng hắn không thể tránh khỏi có cảm xúc dâng trào, bởi loại biến hóa này chứng minh cho sự trưởng thành của hắn. Ưng non ngày xưa cuối cùng cũng có thể bay lượn trên 9 tầng trời cao. Mục Trần hơi nghiêng đầu quay qua phía cửu u, lúc này nàng khoác trên người một bộ trang phục màu đen, dáng vẻ thân thể mềm mại uyển chuyển, liếc nhìn Mục Trần mặt lánh diễm, hé một nụ cười kèm theo tia cảm động. Lúc trước nàng mang tiểu tử non nớt Mục Trần tiến vào
Chí Tôn Cảnh đi tới Bắc Giới, khi đó thiếu niên này phải nương tựa dưới sự che chở của nàng. Dù đã tiến vào Đại La Thiên Vực giai đoạn đầu, nàng là toàn lực bảo vệ, và thiếu niên này là chưa từng làm cho nàng thất vọng. Thời gian ngắn ngủi mấy năm bắt đầu tu luyện cấp tốc trưởng thành, thế bây giờ là vượt trước nàng bước đến Địa Chí Tôn Cảnh, đồng thời trở thành người dẫn đầu Mục Phủ. Lúc trước nàng biết Mục Trần như dầu ngần mình, chỉ là nàng không ngờ tới tốc độ phát triển của Mục Trần lại nhanh đến trình độ như thế này. Lúc trước thiếu niên này tuy chỉ là tùy tùng của nàng, giờ đây là cường giả siêu cấp. Thời gian sau này thanh niên trước mắt chưa chắc là không thể sừng sững đứng ở đỉnh cao trong đại thiên thế giới, cùng Viêm Đế Võ Tổ cùng rất nhiều cường giả ngang hàng mà đứng. Đùng, trong thiên địa đột nhiên có tiếng chuông cổ lão vang vọng. Nghe tiếng chuông, Mục Trần tiến đến một bước, bàn tay bỗng vung lên, vô số cường giả đứng ở thiên địa chợt thấy trên bầu trời không gian bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng vỡ ra lỗ hổng khổng lồ. Từ trong lỗ hổng mơ hồ nhìn thấy núi non sông suối như ẩn hiện. Ầm ầm, hơn nữa khi không gian lỗ hổng xuất hiện, mọi người cảm giác linh lực mênh mông như sóng biển điên cuồng trào ra. Linh lực Đại La Thiên vốn hùng hậu, có thể xem như là bảo địa tu luyện, vậy mà lúc này nương theo lỗ hổng không gian hiện, linh lực trong thiên địa nơi đây như được tăng thêm một nấc thang. Linh lực dâng trào là dẫn tới cường giả khắp nơi chấn động, xoáy ánh mắt nóng rực nhìn lỗ hổng không gian, tiếng bàn luận xôn xao cuối cùng nhịn không được bạo phát. Đây là Thượng Cổ Thiên Cung sao? Không nghĩ tới động thiên phúc địa như vậy lại rơi vào trong tay Mục Phủ làm căn cơ. Việc Mục Phủ lớn mạnh tất cả nằm trong tầm tay. Chả trách Liễu Thiên Đạo U Minh cùng chủ những nhân vật đứng đầu đều cam lòng từ bỏ cơ nghiệp đầu nhập Mục Phủ. Thế lực khắp nơi ổ lên, ánh mắt nhân mắt tinh nhuệ các thế lực như Huyền Thiên Địa, U Minh Cung, Vạn Thánh Sơn nộ vui mừng. Họ sớm mơ hồ nghe Mục Trần trưởng khống Thượng Cổ Thiên Cung, hơn nữa còn biết đầu nhập vào Mục Phủ bọn họ có thể có tư cách tiến vào bảo địa bậc này tu luyện. Điều này đối với bọn hắn mà nói quả thực chính là chuyện tốt vô cùng lớn. Dù sao, động thiên phúc địa cỡ này, phóng tầm mắt toàn bộ Thiên Na Đại Lục đều chỉ có một tòa. Từ nay về sau, phàm là đệ tử Mục Phủ ta đều có thể tiến vào thiên cung tu luyện. Nếu người kiệt xuất được tàng kinh lâu ưu ái, rất nhiều trí tôn pháp thân, thần thông hay đại thần thông thuật cũng có thể cho người chọn. Thanh âm Mục Trần trong trẻo vào lúc này vang vọng trong trời đất. Chúng ta bái tạ phủ chủ. Khi thanh âm Mục Trần hạ xuống, rất nhiều nhân mã, bất quản người Đại La Thiên Vực hay Huyền Thiên Điện, U Minh Cung lúc này là ăn mừng như điên, mắt điên cuồng quay phía Mục Trần cúi đầu bái. Thanh âm đình tài nhức óc vang vọng đất trời. Ở bên dưới mê hoặc bậc này, không chỉ bọn họ, thậm chí những thế lực ngoại lai tới xem nhịn không được động tâm đỏ mắt. Ngay cả đại thần thông thuật cũng có thể lấy ra thần thuần cấp bậc này, đừng nói là người thường, coi như thiên chí tôn tìm cũng đập thình thịch. Nếu người ngoài nói thế, bọn họ tất cả khịt mũi khinh thường. Bây giờ ai cũng biết Thượng Cổ Thiên Cung rơi vào tay Mục Phủ, vì lẽ đó mà Mục Trần đương nhiên có sức lực này. Mục Trần nhìn các phe nhân mã đang chấn động cũng thầm bĩu môi. Đại thần thông thuật không cần nói, họ ngay cả chính hắn đều tâm động không ngừng. Dù sao loại đẳng cấp thần thông kia đều bị tàng kinh lâu cất giữ bên trong, coi như hắn đều không thể mạnh mẽ đoạt được, chỉ có thể chờ mắt nhìn mà than thở. Mà sử dụng cách như vậy triệt để lôi kéo thế lực dưới trướng. Lần thứ hai, tay áo Mục Trần vùng, chỉ thấy trong Thượng Cổ Thiên Cung đột nhiên về sáng nước ra khỏi, rơi vào một ngọn núi, hóa thành cửa thật to. Cửa này tên là Đăng Long Môn. Ngày sau phàm là người nguyện ý gia nhập Mục Phủ ta đều cần thông qua cửa này, chỉ có thông qua mới có thể xưng là Mục Phủ đệ tử. Bây giờ thanh thế Mục Phủ đã hùng vĩ, nghĩ tới ngày sau tất là vô số thiên kiêu cường giả chen chúc tới, nhưng Mục Trần không nghĩ có thể thu hết, như vậy đối với Mục Phủ là hại. Bất quá, Đăng Long Môn làm cửa ải tử thách có thể đem thật giả lẫn lộn loại bỏ, đến thời điểm thông qua khảo sát mới có thể trở thành Mục Phủ đệ tử. Mà những thủ đoạn này là vì Mục Trần cần sự tin tưởng, Mục Phủ có thể ở trên Thiên Na Đại Lục như vậy, như sao trổi quét qua quật khởi. Phủ chủ anh minh, các phe nhân mã bây giờ coi Mục Phủ đệ tử hết mức tán thành. Nguyên bản bọn họ đối với đầu nhập Mục Phủ có chút dị nghị, bây giờ Mục Trần đã hạ những thủ đoạn này xuống, chân chính thuyết phục những người muốn gia nhập Mục Phủ càng cần loại thử thách này, lòng tự nhiên bay đến cảm giác ưu việt. Xem ra Mục Phủ chúng ta cũng không muốn gia nhập là có thể gia nhập, không thể dễ dàng cho họ chiếm tiện nghi, miễn đi rất nhiều phiền phức. Mục Trần nhìn trên quảng trường tối om om, dòng người quy phục, cũng sâu sắc thở một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xôi nhếch môi. Đã xong việc thành lập Mục Phủ, rốt cuộc hắn cũng có thể lên đường rồi.
Chương 1205, Tiểu Tây Thiên Giới. Sau nghi thức thành lập mục phủ kết thúc, tại Bắc Giới cùng Thiên Na Đại Lục là nhấc lên một hồi sôi trào, sau đó dần dần kết thúc. Bất quá rất nhiều thế lực có chút bất ngờ, dù đã trải qua gióng trống khua chiêng nhiều vậy, mục phủ vẫn chưa nhấc lên động tĩnh, ngược lại trở nên im lặng, cũng không có bất kỳ hành động càn quét khuếch trương như muốn cố thủ Bắc Giới. Đây là làm cho không ít thế lực có chút thả lỏng một chút. Chỉ là bọn họ cũng không biết, lúc này trong mục phủ các nhân vật cao cấp bao gồm Mục Trần, Mạn Đà La đều ly khai mục phủ, bắt đầu đi một chuyến về Tiểu Tây Thiên Giới. Vùng đất trung ương Thiên Na Đại Lục, Thiên Dương Thành. Trung tâm thành phố là một tòa truyền tống linh trận vô cùng lớn đứng sừng sững. Đây là tòa truyền tống trận có thể truyền tống xa nhất trong Thiên Na Đại Lục, cho nên muốn đi đến địa phương cách Thiên Na Đại Lục xa, tòa truyền tống trận này là nơi chắc chắn phải đi qua. Bên ngoài linh trận vô số đạo quang ảnh phù thiên cái địa xuyên qua lùi tới, khiến nơi đây trở nên náo nhiệt dị thường. Linh lực mênh mông khiến cho bầu trời nơi này dường như nhuộm thành màu sắc huyễn lệ. Mà lúc này, bên ngoài linh trận, 6 người đứng đó, đứng đầu là một thanh niên cao giáo mặt trẻ trung, có chút hàng hái nhìn tòa truyền tống linh trận to lớn, tấm tắc tán dương. Cái tòa truyền tống linh trận này thực không đơn giản, trình độ phức tạp bậc này quả thực không so thua với một số tổng sư linh trận. Thân ảnh thanh niên đó mượn nhờ là Mục Trần. Mấy ngày trước bọn họ ly khai Bắc Giới, mục đích là mượn tòa truyền tống linh trận trước mặt truyền tống họ tới nơi xa nhất Thiên Na Đại Lục. Có người nói tòa truyền tống linh trận này từ một vị cao giai linh trận tông sư thiết lập, chi phí ít nhất là hơn 1 tỷ chí tôn linh dịch. Bên cạnh Mục Trần, Mạn Đà La có chút cảm thán nói, truyền tống khoảng cách càng xa xôi, tài liệu càng chân quý, cho nên muốn tạo ra cũng rất trắc trở. Hơn nữa muốn mời một vị cao giai linh trận tông sư cần phải ra một cái giá không có thấp. Mục Trần khen ngợi một tiếng, chỉ vì đắt như vậy khó trách Bắc Giới bọn hắn một tòa cũng không có. Lấy tạo nghệ phủ chủ về linh trận, không bao lâu Bắc Giới chúng ta cũng có một tòa truyền tống linh trận đẳng cấp như thế. Phía sau Mục Trần, Liễu Thiên Đạo cười híp mắt phụ họa. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, hiển nhiên họ là tiếp nhận thân phận mới của Mục Trần, giờ mở miệng một tiếng phủ chủ cũng không sinh nửa điểm khó chịu. Mục Trần nghe vậy cũng nhịn không được cười trêu, chỉ cần Liễu Đạo, Liễu lão nguyện ý xuất ra 200 triệu trí tôn linh dịch, tùy thời ta có thể vì Bắc Giới chúng ta là một tòa truyền tống linh trận như thế xuất hiện. Liễu Thiên Đạo cười lắc đầu, 2 ức trí tôn linh dịch trừ khi hắn bán mình, nếu không coi như đem toàn bộ huyền thiết điện bọn hắn đào từng miếng đất cũng không có lấy ra đủ cái giá kia, thậm chí có thể mua được một cái đạo trùng dài thánh vật. Những người còn lại thấy Liễu Thiên Đạo lộ tức giận cũng cười hắc hắc. Mục Trần liếc mắt nhìn bọn họ, lúc này đây theo hắn đi tiểu Tây Thiên Giới không có nhiều người, trừ hắn và Mạn Đà La có Liễu Thiên Đạo ô mình cùng chủ, yêu đế, thiên xà lão quỷ, 4 vị hạ địa vị trí tôn, còn Vạn Thánh Sơn, Vạn Thánh Lão Tổ, bởi vì ổn trọng cẩn thận nên được lưu lại tại mục phủ. Dù sao mục phủ mới thành lập vẫn cần lưu lại một địa chí tôn để trông coi. Lúc này đây ngay cả Cửu Ô cũng không có đi theo. Dù sao lần đi lạc thần tộc, nếu thực lực chưa đạt đến địa chí tôn cũng không hề có tác dụng. Mà lấy tính cách lãnh ngạo của Cửu Ô tự nhiên không muốn trở thành chướng ngại, vì vậy quyết định ở lại mục phủ, mượn nhờ lực lượng thiên hà của thiên cung sớm tích lũy đột phá địa chí tôn. Do vậy đoàn Mục Trần cũng không có yếu kém, một địa chí tôn đại viên mãn, 5 hạ vị địa chí tôn, đội hình này đủ để xông pha trong Thiên Na Đại Lục. Chúng ta xuất phát, ven đường phải xuyên qua mấy chục tòa đại lục lớn nhỏ, vì vậy lấy tốc độ cao nhất mà đi. Muốn tới Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới cũng cần thời gian chí ít là 20 ngày. Mạn Đà La nhìn phía Mục Trần thấp giọng nói, thời gian rất gấp và vội vã. Mục Trần tính toán thời gian một chút, khẽ thở dài sau đó nói, chuẩn bị lên đường thôi. Mọi người nghe vậy đều gật đầu, sau đó đoàn người không do dự nữa, thân hình khẽ động, hóa thành lưu quang, vọt vào trong tòa truyền tống ninh trận. Tay áo Mục Trần vung lên, mấy vạn chí tôn linh dịch bay ra, rơi vào rãnh lõm trong trung ương truyền tống linh trận. Mà Mạn Đà La thì đem tòa độ truyền tống đánh vào trong la bàn không gian, nhất thời truyền tống linh trận bộc phát linh quang chói mắt, không gian vặn vẹo, một thoáng sau, trực tiếp là tạo thành vùng không gian vòng xoáy, hút lấy toàn bộ đám Mục Trần. Đợi tới khi linh quang tán đi, 6 thân ảnh trong truyền tống trận sớm đã biến mất. Đại thiên thế giới mênh mông vô tận, Tây Thiên Đại Lục tọa lạc là tại Đại thiên thế giới, là một mảng đại lục cổ xưa. Nếu như mà bàn về mức độ phồn thịnh diện tích, Tây Thiên Đại Lục không có cách nào cùng với siêu cấp đại lục ví như Thiên Na Đại Lục so sánh. Nhưng nếu bàn về cường giả tọa trấn hai mảnh đất này,
thì Tây Thiên Đại Lục lại hơn một bậc. Ở Đại Thiên Thế Giới, tất cả mọi người nói Tây Thiên Đại Lục từng có hai tiêu chí chói mắt. Cái gọi là từng chính là thời kỳ thượng cổ Tây Thiên Đại Lục, tiểu Tây Thiên Giới có một vị đệ nhất mỹ nhân Đại Thiên Thế Giới là Lạc Thần. Vẻ đẹp nàng vang vọng Đại Thiên Thế Giới, thậm chí ngay cả cái tên ngoại vực tộc đều từng nghe thấy. Năm đó không biết bao thiên tri chí tôn kiều ngạo quỳ dưới gấu quần của vị đệ nhất mỹ nhân này. Hơn nữa đáng sợ là vị mỹ nhân này còn là cường giả đỉnh cao trong Đại Thiên Thế Giới. Sự cường đại của nàng đi đối với nhan sắc mỹ lệ, mặc dù là hàng vạn hàng ngàn năm sau vẫn kéo dài lưu truyền. Mà hiện tại Tây Thiên Đại Lục có một siêu cấp thế lực gọi là Tây Thiên Chiến Điện, mà người đứng đầu chiến hoàng uy danh vang vọng Đại Thiên Thế Giới chính là một thiên chí tôn thứ thiệt. Tây Thiên Chi Điện bách chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch. Đây là một cái câu ngạn ngữ truyền trong Đại Thiên Thế Giới, có lẽ khuếch đại nhưng đủ để đẹp cảm nhận được chiến uy hiển hách của Tây Thiên Chiến Hoàng. Mà bởi vì vị chiến hoàng này tồn tại, Tây Thiên Chi Điện cũng liệt vào danh sách một trong siêu cấp thế lực trong Đại Thiên Thế Giới. Không chỉ Tây Thiên Đại Lục là lãnh thổ của nó, thậm chí ngay cả một số đại lục xung quanh đều quy thuận phụng vị chiến hoàng làm chủ. Có thể nói không qua trường, Tây Thiên Chiến Hoàng là người nắm toàn bộ quyền sinh sát mọi sinh linh đang sống tại vùng thế giới này, hoàn toàn xứng đáng là chúa tể. Bất quá phần lớn thời gian Tây Thiên Chiến Điện đều là ở yên, không có ý định khuếch trường lãnh thổ cùng chinh phạt. Nhưng người khổng lồ không thèm để ý những con kiến hôi. Cho nên tuy nói siêu cấp tư lực tọa chấn, nhưng Tây Thiên Đại Lục cùng rất nhiều đại lục xung quanh phần lớn thời gian là tự chinh phạt lẫn nhau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thực là so với không có siêu cấp thế lực chấn giữ còn muốn hỗn loạn hơn. Bất quá mặc kệ thế nào, Thiên Chi Tôn mới là cường giả tối đỉnh của Đại Thiên Thế Giới. Chỉ cần có vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia tồn tại, như vậy quy tắc nơi này liền không xuất hiện bất kỳ thay đổi. Thiên A Đại Lục cùng Tây Thiên Đại Lục cách xa rất xa, muốn đến chỉ có cách là dùng truyền tống trận xuyên qua các đại lục lớn nhỏ. Mà mặc dù những truyền tống trận kia giảm bớt khoảng cách, muốn trong thời gian ngắn có thể tới được đại lục kia thì một địa chi tôn cũng là tê dại ra đầu. Bất quá tuy biết được những thứ này, bởi vì thời gian cấp bách, Mộc Trần không có thời gian nghỉ ngơi. Từ khi ly khai Thiên La Đại Lục, hắn duy trì tốc độ cao nhất mà đi, trên đường cơ hồ không có ý định ngừng lại. Mà may mắn chuyến đi này của hắn mang theo người đều đã bước chân vào địa chi tôn, nếu không cái loại chuyển di chuyển cường độ cao, coi như cửu u sợ rằng cũng theo không có kịp. Hơn nữa đám Liễu Thiên Đạo bằng thực lực thâm hậu miễn cưỡng đuổi kịp, cũng không ngừng kêu khổ. Mộc Trần như không nghe thấy, hiện tại hắn phải tới Lạc Thần Tế trước khi nó bắt đầu. Nếu không đến lúc Lạc Ly xuất hiện chuyện ngoại ý muốn, hắn tuyệt là không thể chấp nhận. Cho nên dù là tự thân hắn cũng mệt mỏi, nhưng hắn lại không nói tiếng nào đem tất cả khí lực chuyên tâm mà đi. Mà nhìn thấy hắn như vậy sử dụng phương thức biến thái, mấy người Liễu Thiên Đạo chỉ có thể cười khổ cắn răng đuổi theo. Dù sao bây giờ bọn họ tôn Mục Trần làm chủ, cũng không thể như xe bị tuột xích chọc cho Mục Trần không vui. Mà cũng là do loại di chuyển như giết người này. Hơn 20 ngày sau, đám người bọn họ rốt cuộc tới gần Tây Thiên Đại Lục. Tây Thiên Đại Lục vị trí gần nhất sát Tây Thiên Đại Lục này là Tây Lăng. Và lúc này bọn Mục Trần xuất hiện ở một cái thành phố hùng vĩ bên trong Tây Lăng Đại Lục. Ở trước mặt bọn họ là một tòa truyền tống linh trận. Mục Trần ngắm tòa truyền tống linh trận trước mặt, khuôn mặt mệt mỏi lại có thêm kích động hiện ra. Bởi chỉ cần qua truyền tống linh trận tòa này, như vậy có thể trực tiếp tới Tây Thiên Đại Lục, tiểu Tây Thiên Giới. Trừ vị đã mệt nhọc, Mục Trần quay đầu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của đám Liễu Thiên Đạo, tay ôm quyền chân thành cảm tạ. Mấy người Liễu Thiên Đạo cười khổ lắc đầu, hiển nhiên là không có khí lực nói chuyện. Mục Trần cũng không nói thêm, trực tiếp bước vào truyền tống linh trận, ném ra chí tôn linh dịch, cảm thụ không gian ba động quanh thân tụ tới, không gian vòng xoáy hình thành, dần dần đem thân thể hắn bao phủ. Mắt Mục Trần lúc này cũng chậm rãi khép lại. Bàn tay áo vào lúc này nhịn không được run rẩy, đó là bởi vì kích động đưa đến. Hô, Mục Trần hít sâu một hơi, lần thứ hai thấy thiếu nữ lúc đó rời đi gắt gao ôm hắn, một khắc đó làm cho tâm hắn đều run rẩy. Từ ngày đó hắn là đợi giờ khắc này quá lâu rồi. Lạc Ly, ta đã tới, người có khỏe không? Chương 1206, Lạc Ly, Tây Thiên Đại Lục, tiểu Tây Thiên Giới, Lạc Thần Tộc.
Tại khu vực trung tâm Lạc Thần tộc có một tòa thành thị vô cùng nguy nga đứng sừng sững. Tòa thành thị này tản ra khí tức cổ lão, hiển nhiên trải qua ngàn năm tuế nguyệt tang thương. Tòa thành thị này bị một tòa sông lớn phân thành hai, sông lớn từ trong thành xuyên qua tới ngoài tòa thành lại uốn lượn quay lại, hình thành một vòng tuần hoàn bao qua toàn bộ thành thị xung quanh. Con sông lớn này cực kỳ huyền diệu, nó giống như một tòa giấy ngân hà, có đôi khi còn đẹp hơn. Nó cứ gào thét tù dưỡng tòa thành này. Sông lớn sâu khổng thế đấy, tờ từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phát hiện cực hạn của nó. Đã từng có một vị địa chi tồn xâm nhập bên trong và đi gần nửa tháng vẫn như cũ không thể phát hiện được đáy sông, mà ngược lại tiêu hao linh lực bản thân gần như không còn, kém chút nữa trở thành chất dinh dưỡng của con sông. Còn sông lớn thần bí này cũng là thánh hạ của Lạc Thần tộc. Vô số con dân Lạc Thần tộc tới chỗ này cúng bái cầu nguyện, bởi vì con sông này có tên là Lạc Hà. Nó vườn quanh Lạc Thần thành, đây cũng là tòa thành quan trọng nhất cùng trọng yếu nhất. Lạc Thần tộc cũng là tòa thành thánh thành, nơi mà suy nghĩ con dân Lạc Thần tộc không thể xâm phạm. Một đoạn thời gian này, tòa Lạc Thần thành càng là tiêu điểm khiến vô số con dân Lạc Thần tộc tập trung. Không biết bao con dân Lạc Thần tộc từ vùng đất xa xôi tới hội tụ tại thành thị chung quanh, trong mắt tràn đầy tha thiết cùng chờ đợi. Bởi Lạc Thần tộc tộc trưởng Lạc Thiên Thần tiến hành nghi lễ Lạc Thần tế cho nữ hoàng đương nhiệm bọn họ. Lạc Thần tộc từng phồn hoa, bây giờ dần suy sụp, mấy năm tới là bấp bênh, nội không đoàn kết, ngoại đầy kẻ thù, vô số con dân Lạc Thần tộc bị giết hại thê thảm, thậm chí bị nô dịch, đủ loại thảm trạng khiến cho dân Lạc Thần tộc tuyệt vọng. Nhưng loại tuyệt vọng này mấy năm đó lại đột nhiên có một ít chuyển biến. Khi đó công chúa Lạc Thần tộc bọn họ trở về trong tộc. Mấy năm sau nàng đúng là mang theo rất nhiều thủ đoạn cùng mị lực của nàng, khiến cho người người mê muội, đem Lạc Thần tộc nguyên bản đang phiêu diêu bất định dần ổn định lại. Về sau nàng xuất lĩnh quân đội cùng cường giả Lạc Thần tộc tiến về tiền tuyến, cùng người huyết thần tộc khổ chiến, đem quân đội huyết thần tộc lần lượt áp chế, làm con dân Lạc Thần tộc lần nữa hưởng thụ mấy năm an bình. Mà nữ hài kia bởi vì thủ hộ lấy con dân không ngừng bôn tàu tại tứ phương biên cương của Lạc Thần tộc, chỉ cần nàng bên trong Lạc Thần tộc hô to cũng làm tinh thần quân đội tăng cao. Mị lực của nàng không chỉ cảm nhiễm con dân Lạc Thần tộc vốn đang tuyệt vọng, thậm chí ngay cả những hoàng tộc Lạc Thần tộc nguyên bản trước đó đều nhụt chí, lúc này hội tụ sau lưng nàng. Mà những người này đều là hoàng tộc thế hệ trẻ tuổi của Lạc Thần tộc. Thế là nguyên bản Lạc Thần tộc đang phân chia mấy năm này lại triển lộ ra sức mạnh khiến địch nhân cường ngạnh cũng phải kinh hãi. Từ đó toàn bộ tiểu Tây Thiên giới nàng ngầm biết trong Lạc Thần tộc có một vị nữ tử sắp kế thừa đế vị nữ hoàng tương lai. Mà là trong Lạc Thần tộc, thanh thế vị nữ hoàng tương lai này càng siêu việt xa xa của nàng là Lạc Thiên Thần. Cho nên trong mấy năm này, bất luận là người nào của Lạc Thần tộc, thậm chí hoàng tộc, nàng ngưỡng vọng nhìn nàng làm việc không hề có bất kỳ bất mãn. Mà Lạc Thần tế là nghi thức trọng yếu nhất, nếu thuận lợi hoàn thành như vậy, nàng chính thức trở thành nữ hoàng Lạc Thần tộc. Tức đó dù là phe phái càng trở cản trở trong hoàng tộc cũng là bị tiêu trừ hoàn toàn. Trên dưới một lòng, dù là Lạc Thần tộc có đạt tới thời kỳ cường thịnh như dĩ vãng, nhưng miễn cưỡng trở thành khối sắt. Tới lúc đó mặc kệ huyết thần tộc hay đại thần tộc khác muốn chiếm đoạt Lạc Thần tộc họ, như vậy phải chuẩn bị đón nhận một cái đòn phản kích chí mạng. Cho nên Lạc Thần tế lần này vô cùng trọng yếu, bởi vậy mới có vô số con dân Lạc Thần tộc không ngại xa xôi vạn lý mà tới, muốn tại Lạc Thần thành chờ đợi khoảng các nữ hoàng bọn họ thành công kế vị. Điều đó quyết định hưng suy Lạc Thần tộc họ. Lạc Thần thành, trong thành thị có vô số cung điện liên tiếp tản ra khí tế tôn quý bằng bạc, không thể xâm phạm. Nơi này là Lạc Thần cung, cũng là nơi hoàng tộc của Lạc Thần tộc cư ngụ. Mà lúc này trong hoàng cung, một thân ảnh xinh đẹp đứng đó, nàng xuyên một bộ màu xanh nhạt như mây trời xanh, thiên tử kim uốn lượn quanh người, làm cho nàng như là phượng hoàng bay vào mây, tràn ngập khí tức tôn quý. Nàng có dáng người hoàn mỹ tinh tế, dịu dàng eo thon, vào ngực cao ngất mê hồn tinh tế, cái cổ thon dài và trắng ngần như cổ thiên nga. Có thể nói hết tẩy những gì hoàn mỹ, đẹp nhất xuất hiện khi nàng cười. Khi mà nụ cười đó dần hiện trên khuôn mặt nàng, dường như mọi thứ xung quanh lu mờ.
Đó là một khuôn mặt tinh xảo làm người ta mê say, da như tuyết, lông mày dài, đặc biệt là một đôi mắt to tròn đen láy, càng làm ra vẻ đẹp của nàng đạt đến đỉnh phong. Mắt đẹp tựa lưu ly, lúc này nàng ngửa mặt nhìn trời, phảng phất ngay cả tinh không đều như phản chiếu vào mắt nàng, làm cho thiên địa vì đó mà biến sắc. Đó là một loại sắc đẹp khiến người ta ngạt thở. Tóc dài đen tựa óng ánh ngân hà, tới phía sau nhìn lại như thác nước rũ xuống, càng tôn lên vẻ đẹp cô gái trước mắt, giống như là từ bức họa đi ra. Lúc này, nữ tử xinh đẹp này chỉ lặng lặng yên đứng nhìn phương xa, trong con người nàng có một loại tư niệm đang chảy. Đó, cái điều đó làm cho nàng mì liễu của nàng hơi nhíu nhíu. Mục Trần, người giờ có khỏe không? Nàng trầm thấp tự lẩm bẩm. Tại trước mặt vô số con dân nạc thân tộc, nàng mãi mãi là một nữ vương kiên cường, nhưng lúc này lại lộ ra cái tư thái mềm mại cùng yểu điệu. Người đang suy nghĩ tiểu tử kia à? Thanh âm già nua đột nhiên vang sau lưng. Nghe thanh âm sau lưng, tâm tình trên mắt lưu ly của nàng cấp tốc tiểu tán, mày liễu giãn ra, khí tức uy nghiêm cùng tôn quý tự thân lan ra. Nàng hơi quay đầu nhìn lão nhân đứng sau thản nhiên nói: Ra ra, ngay cả tâm tư người cũng muốn trưởng khống sao? Lão nhân sau lưng nghe vậy không khỏi cười khổ, bất đắc dĩ vui mừng. Danh vọng của người bây giờ tại lạc thần tộc so với lão đầu tử này đều cao hơn, ta cũng không có lá gan này. Tuy nhiên lạc ly à, nhiều năm như vậy tiểu tử kia không có tin tức, cho nên người dự định cứ chờ mãi như vậy sao? Cô gái trước mắt là lạc ly, người trong mộng của Mục Trần cách biệt nhiều năm. Thiếu nữ này trải qua nhiều năm rèn luyện đã biến hóa không nhỏ, vẻ ngây ngô mỹ lệ giờ đã hoàn toàn nở rộ, hóa thành tuyệt thế mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Mà khí chất của nàng là biến hóa rất nhiều, giờ đây hiển nhiên nàng không còn như thiếu nữ ửu nhã luôn yên tĩnh cạnh Mục Trần, mà mang một khí chất nữ hoàng khiến cho mọi người kính sợ. Mà lão nhân sau lưng chính là tộc trưởng lạc thần tộc Lạc Thiên Thần. Đối mặt với vấn đề của Lạc Thiên Thần, Lạc Ly chỉ cười lười biếng một tiếng, ý kia không cần nói cũng biết, hiển nhiên ý nghĩa là lời của gia gia nàng không chút ý nghĩa. Nhìn bộ dáng nàng, Lạc Thiên Thần có chút khó thở nói: Nhiều năm như vậy tiểu tử kia không chừng xảy ra chuyện. Thanh âm hắn vừa dứt thì hàng liễu mi của nàng dựng nên lộ vẻ tức giận, con người hùng hăng nhìn chằm chằm, khiến cho hắn phải nuốt nước miếng vào trong bụng. Con người hung hăng khiến cho hắn không dám chọc giận nàng, dù cho rằng hắn là gia gia của nàng. Lạc Thiên Thần lắc đầu cười khổ. Những năm này Lạc Ni dần ổn định lạc thần tộc, danh khí nàng theo cái vẻ đẹp của nàng khuếch tán, tới bây giờ đừng nói là tiểu Tây Thiên giới, xem như là tại Tây Thiên Đại Lục đều là mỹ danh nan truyền. Tại vẻ đẹp này không biết có bao thiên tri kiệu tử ý đồ lấy hảo cảm, và càng là muốn không thiếu một số thế lực lớn không yếu hơn lạc thần tộc, họ thậm chí cưỡng thế muốn đặt quan hệ thông gia cùng lạc thần tộc họ. Một khi quan hệ thông gia thành lập, lạc thần tộc hắn có thu hoạch trợ giúp cực lớn, đủ để chấn nhiếp huyết thần tộc. Thậm chí ngay cả huyết thần tộc đều truyền hảo ý, lấy thế hệ song song trẻ tuổi kiệt xuất nhất của huyết thần tộc bọn họ đến lập quan hệ thông gia, hóa giải ân oán song phương. Nhưng những yêu cầu này cuối cùng bị Lạc Ly cường ngạnh cự tuyệt. Nàng muốn phải cường đại hơn, liền chỉ dựa vào tự thân, bất luận ngoại lực đến cùng cũng mất. Nếu như lạc thần tộc bọn họ không cường đại lên, thế có làm gì? Khái niệm quan hệ thông gia làm sao mà có? Mối quan hệ đó không thể lâu dài. Lý do của làng cơ hồ được tuyệt đại đa số lạc thần tộc tiếp nhận, đặc biệt là thế hệ ưu tú trẻ tuổi của lạc thần tộc càng ủng hộ. Nhưng chỉ có Lạc Thiên Thần biết lý do này, chỉ sợ cho gái án lấy cớ, bởi vì lòng làng sớm có người khác. Tiểu tử thối kia! Nghĩ tới đây Lạc Thiên Thần nhịn không được cắn răng. Lúc trước hắn luôn nghĩ chỉ cần đem Lạc Ly đi, Mục Trần dần dần trở thành khách qua đường. Dù sao hắn thực sự nghĩ không ra, chỉ là tiểu tử tu luyện trong linh viện, đến tuột cùng có tư cách gì xông xáo đại thiên thế giới, đồng thời lần nữa đến trước mặt Lạc Ly. Hắn hiển nhiên có chút xem thường cháu gái hắn. Quả quá quật cường cùng kiên trì những năm gần đây, vẫn là như cũ si ngốc đợi chờ. Tuy không cam lòng, Lạc Thiên Thần cuối cùng cũng không biết nói gì thêm, chỉ thở dài não nề. Thần sắc u ám liếc qua Lạc Ly nói: Lạc Ly, lần này Lạc Thần Tế nếu thuận lợi, người cũng bước vào địa chí tôn cảnh giới, hoàn toàn xứng đáng trở thành nữ hoàng Lạc Thần tộc. Tuy nhiên người hẳn biết, địch nhân chúng ta bất luận ngoài tộc trong tộc, họ đều không vui vẻ trông thế màn này. Cho nên Lạc Thần Tế lần này tất không yên ổn.
Lần này ngay cả Gia Gia cũng không có lòng tin quá lớn. Lạc Ly nhìn khuôn mặt già nua u ám của Lạc Thiên Thần chóp mũi có vị cay, chợt duỗi ngọc thủ thon dài nhẹ nắm chặt thủ trưởng, thấp giọng nói: "Mặc kệ kết quả thế nào, ta đều là tồn vong cùng Lạc Thần tộc." Lạc Thiên Thần nghe vậy gật đầu nói: "Yên tâm, chỉ cần có Gia Gia ở đây nhất định không để cho những hỗn trướng kia quấy nhiễu được người. Đi thôi, Lạc Thần tế sắp bắt đầu rồi." Lạc Ly nhẹ điểm trán, lần nữa nàng nghiêng đầu nhìn qua phương hướng phía xa, phảng phất muốn xuyên thủng không gian, trông thấy thân ảnh thiếu niên không biết nơi nào. Sau đó nàng quay người mà đi, chỉ là lúc đó nhẹ giọng vàng: "Mục Trần, bất luận như thế nào ta chờ ngươi." Chương 1207, Lạc Thần tế. Ở ngoài Lạc Thần cung, Lạc Hà gào thét mãnh liệt. Nơi này là điểm giao thoa của Lạc Hà, dòng sông vô tận phảng phất sức sống vĩnh viễn không thôi. Lạc Thần tế bắt đầu tại chỗ này, bởi vậy khu vực này bây giờ sớm được bao trùm bởi các đội quân phòng vệ xâm nghiêm. Một nhánh quân đội tỏa ra khí tức ác liệt, thủ hộ hai bên Lạc Hà. Thậm chí ngay cả trên bầu trời đều là có kỵ sĩ điều khiển nôi hạc, tạo thành một vòng phòng hộ thiên la địa võng. Phòng hộ vững chắc như thành đồng vách sắt, coi như một con ruồi đều không thể bay vào. Quay về xa xa xung quanh Lạc Hà, có thể thấy hai bên người người tấp nập chen chúc tối om, tiếng ồn ào chen lấn, dòng người dài không thấy điểm cuối. Những con dân Lạc Thần tộc này đều là ở chỗ này đợi nữ hoàng bọn hắn xuất hiện. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến Lạc Thần tế thành công, chứng kiến nữ hoàng bọn hắn chân chính nắm uy quyền. Thời khắc đó là thời khắc thay đổi Lạc Thần tộc. Khu vực này không thể nghi ngờ trở thành nơi tập trung toàn bộ Lạc Thần thành, thậm chí toàn bộ Lạc Thần tộc. Bang, một tiếng chuông cổ lão vàng. Đúng lúc mọi người đang ồn ào bàn tán, tiếng chuông vang vọng khắp đất trời. Hừ hừ, khi mà tiếng chuông vàng trong nháy mắt, vài đạo lưu quang từ trong Lạc Thần cùng bắn ra, cuối cùng rơi vào trên huyền không đài tọa lạc trong Lạc Hà. Đài cao tạo ra từ bạch ngọc, khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống tỏa ánh sáng cực kỳ xinh đẹp. Bất quá lúc này vô số ánh mắt đều là không nhìn bạch ngọc đài mà nhìn vào thân ảnh đang đứng trên bạch ngọc đài. Nàng đứng trên bạch ngọc đài mắt nhìn ánh mặt trời sáng xuống, tóc dài như là ngân hà óng ánh phản xạ ra ánh sáng, khiến cho mắt người nhìn không thể rời đi. Dùng nhàn tinh xảo không chút tí vết, mắt đẹp to tròn trong vắt như pha lê, nàng dường như là được tạo thành từ thạch điêu, một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trong thiên địa. Ao ao ao, khi nàng xuất hiện trên bạch ngọc đài, cả đoàn người tấp nập nhìn không thấy điểm cuối đều quỳ phục xuống, cứ như là lúa dưới ruộng bị cuồng phong thổi qua không ngừng ngã nhào xuống. Mắt họ nhìn thân ảnh xinh đẹp phía trên bạch ngọc đài đầy vẻ tôn sùng và cuồng nhiệt. Tham kiến nữ vương. Âm thanh đình tành như góc vang vọng, toàn bộ Lạc Thần thành đều vang vọng âm thanh cuồng nhiệt, kéo dài không thôi. Nhìn đến những con dân cuồng nhiệt của Lạc Thần tộc, một ít thế lực từ nơi khác mà tới, dự định quan sát lần Lạc Thần tế cũng nhịn không được biến sắc. Bọn hắn nghĩ không tới Lạc Thần tộc mấy năm trước còn lung lay sắp đổ, hầu như tiếp cận hủy diệt sĩ khí bây giờ trên dưới một lòng. Điều này làm cho bọn họ không khỏi có chút cảm thán. Sau đó ánh mắt mang kinh diễm nhìn lên trên bạch ngọc đài, một đạo thân ảnh làm lòng người rung động. Tới lúc này bọn hắn không thể không thừa nhận, trên thế giới này đều có rất nhiều người nắm giữ một loại mị lực đặc biệt. Loại mị lực kia chỉ cần nhìn vào họ thôi cũng là tự khắc tình nguyện làm lô bộc bảo vệ quanh thân. Mà hiển nhiên vị nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc thuộc về loại này. Trên bạch ngọc đài, Lạc Ly nhìn vô số đạo thân ảnh đang quỳ lạy, thân thể mềm mại hơi nghiêng, hơi cúi đầu, dù là không nói lời nào, nhưng mà khí tức cao nhã khiến cho nhân tâm tín phục. Lữ vương. Sau lưng Lạc Ly, hai thân ảnh trẻ tuổi một chân quỳ xuống, bàn tay phủ phục trước ngực, bọn hắn nhìn về phía thân ảnh phía trước mắt. Trên khuôn mặt đồng dạng không kém cuồng nhiệt, chỉ là sâu trong mắt còn ẩn giấu ánh mắt yêu say đắm. Lạc Ly nhìn hai người, bọn hắn hiện tại là người ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của Lạc Thần tộc. Nếu Mục Trần đây cũng có thể nhận ra bọn hắn là hai vị thanh niên khí thế bất phàm trước kia làm tùy tùng của Lạc Thần. Lạc Thiên Thần đi Bắc Thương Linh Viện, một người là Lạc Thanh Nhai,
một người là Lạc Tu. Mấy năm nay khí thế họ như trước mạnh mẽ, nằm ở cấp độ cửu phẩm viêm mãn. Tuổi này đã đến tầng thứ này, tuy nói là Lạc thần tộc chống đỡ dành bọn hắn rất nhiều tài nguyên to lớn, hiển nhiên cũng không thể phủ nhận bọn hắn rất ưu tú. Lần này Lạc thần tế tất cả người, lỗ lực phá hoại các người có thể tận lực ngăn cản. Lạc Ly nhẹ giọng nói, những năm này dưới trướng nàng, cơ bản hai người, Lạc thần nhai cùng Lạc Tù trưởng khống hết thảy quân đội Lạc thần tộc. Trong quân đội có sức hiệu triệu rất lớn. Trừ khi chết trận bằng không ta không thể để cho kẻ địch xuất hiện trước mặt ngài. Lạc Thanh Nhai khẽ mỉm cười, âm thanh tuy kinh hoán nhưng kiên định đến không chút nào dao động cùng do dự. Coi như chết trận thi thể của ta cũng quấn quanh trên người kẻ địch, không để hắn nằm vấy bẩn mắt ngay. Lạc Tù nhếch miệng cười trong nụ cười là tràn ngập kiên quyết cùng khí thế sát phạt. Lạc Ly mỉm cười nhẹ lắc đầu, không được chết. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tù cảm thấy lòng ấm lên, gật gù bỗng đứng dậy, trực tiếp lướt về phía quân đội. Bọn hắn không để cho bất kỳ con ruồi nào xuất hiện quấy rối Lạc Ly, rồi điều đó là trả giá bằng mạng sống. Nhìn Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu rời đi, còn mắt Lạc Ly nhẹ quét qua một hướng xa xăm nào đó một chút. Nơi đó một đạo nhân mã, ở vị trí có ba lão già, trên người ba người này là tỏa ra sóng linh lực mạnh mẽ, là ba vị hạ vị địa chi tôn. Bất quá nhìn ba vị hạ vị địa chi tôn, con người Lạc Ly cũng không có vui mừng, trái lại xẹt qua lãnh ý. Bởi ba vị địa chi tôn này là chi nhánh khác của hoàng tộc Lạc thần tộc. Bên trong Lạc thần tộc thế lực mạnh nhất là hoàng tộc bọn hắn. Đáng tiếc bọn hắn đối với dòng chính hoàng tộc không có trung thành tuyệt đối. Trái lại những năm này, bóng tối lô lực làm suy yếu ảnh hưởng của dòng chính hoàng tộc. Nếu không có Lạc thiên thần chấn áp, chỉ sợ bọn họ sớm là cưỡng ép ra tay cướp đoạt hàng vị. Vì lẽ đó mà Lạc thần tế lần này, Lạc Ly không thể dựa vào bọn họ, thậm chí còn phòng bị bọn hắn. Thiên nòng thúc, Lạc Ly nhẹ giọng. Phía sau Lạc Ly, đứng cạnh Lạc Thiên Thần, một người đàn ông trung niên thân hình cường tráng như tháp sắt, tiến tới một bước, hơi khom người. Hắn gọi là Lạc Thiên Ông, là dòng chính bên hoàng tộc Lạc thần tộc. Trừ Lạc Thiên Thần, hắn là hạ vị địa chi tôn thứ hai. Cách đây mấy năm, hắn cùng phụ thân Lạc Ly là sinh tử chi giao. Chỉ là sau đó phụ thân Lạc Ly chết trận, bởi vì trong Lạc thần tộc phân tranh nên đau lòng, vì lẽ đó trực tiếp thoái ẩn. Nhưng sau khi Lạc Ly về, là tự mình mời hắn xuống núi. Người có thể mời cái đám bên kia tập trung lại. Lạc Ly quay người về phía Lạc Thiên Long nói, Lạc Thiên Long chỉ là thực lực hạ vị địa chi tôn, bằng sức một người muốn tập trung ba vị hạ vị địa chi tôn hiển nhiên có chút miễn cưỡng. Bây giờ dòng chính hoàng tộc Lạc thần tộc khá suy thoái, đây là biện pháp cuối cùng Lạc Ly có thể điều động. Lạc Thiên Long nghe vậy không chút do dự gật gù, khổ cực cho ngay. Lạc Ly khẽ mỉm cười nói, Lạc Thiên Long nhếch miệng nở nụ cười nói tiếp, phụ thân người đối với Lạc thần tộc có cống hiến to lớn nhất. Vì Lạc thần tộc ta sinh ra một người con gái ưu tú như vậy, ta tin tưởng Lạc thần tộc trong tay người so với dĩ vãn là mạnh hơn. Vì lẽ đó bất cứ chuyện gì người chỉ cần sai ta làm là được. Dứt tiếng hắn không đợi Lạc Ly nói tiếp, trực tiếp lướt khỏi vị trí, đi vào trong đám nhân mã kia cũng là đứng trên bạch ngọc đài, mắt hờ hững nhìn ra hỏa không ăn phận kia một chút. Trên khuôn mặt sắc ý không hề che giấu dâng lên, hiển nhiên đang cảnh cáo. Mà ứng khác, bà vị lão giả mặt không hề cảm xúc nhìn Lạc Thiên Ông một chút, tờ mắt chuyển hướng bóng hình xinh xắn trên bạch ngọc đài, mắt hơi phức tạp. Đợi tới khi Lạc Thiên Ông rời đi, Lạc Ly mới nhìn phía Lạc Thiên Thần nói, bắt đầu đi. Lạc Thiên Thần hít sâu một hơi, lúc trước tất cả bố trí của Lạc Ly đều rất khoản mỹ, điều này làm cho hắn cũng khá vui mừng. Bất quá vẫn biết bọn hắn còn phải cần phòng bị, e rằng không chỉ một vài thế lực này. Điểm này chắc chắn Lạc Ly có thể rất rõ. Lần này Lạc thần tế e là so với những năm gần đây là lần hung hiểm nhất. Bất quá dù có hung hiểm thế nào, bọn hắn cũng không còn đường lui. Trên bạch ngọc đài linh quang nồng nặc phóng ra, cuối cùng dần dần dưới chân Lạc Ly hình thành một cái vòng bạch ngọc liên đài. Là ngồi xếp bằng xuống, ngân hà giống như tóc dài nhẹ nhàng lay động, khiến cho lúc này một loại mỹ lệ tỏa xa. Lạc Ly hé môi cười, nhìn vô số chờ đợi ánh mắt, hầu như hết thảy con dân Lạc thần tộc đang mong chờ kết quả của nàng, bởi vì điều này là tượng trưng cho tương lai Lạc thần tộc. Vì lẽ đó, Lạc thần tế lần này nàng tuyệt đối không thể thất bại. Vào lúc này Lạc Ly hấp thụ trưởng khí, sau đó không do dự nữa, hàm răng cắn đầu lưỡi, nhất thời một cái dòng tinh huyết đỏ sậm sầm xỉ rớt ra, trực tiếp từ trên cao rơi xuống, rời phía dưới Lạc Hạ cuồn cuộn. Ẩm, theo những giọt tinh huyết kia hòa vào Lạc Hà, chỉ thấy một mảng Lạc Hà khoảng khắc hóa thành màu đỏ như máu. Sau đó làn sóng quay cuồng
một số điểm sáng màu đỏ bắt đầu từ trong Lạc Hà bốc lên, cuối cùng rơi vào bên trong thân thể mềm mại của Lạc Ly. Một thân quần áo màu xanh nhạt vào lúc này dần dần hóa thành màu đỏ sậm. Những quang điểm mà đỏ sậm kia lúc này hóa thành hỏa diễm hừng hực đỏ sậm. Hỏa diễm bao bọc Lạc Ly bên trong, hỏa diễm thiêu đốt trong mơ hồ, phảng phất có thanh âm cổ lão như ai đó đang ca hát vang vọng trời đất. Phù Xuân ánh mắt nhìn hỏa diễm đỏ sậm trong thiên địa cháy hừng hực. Vào lúc này dần dần căng thẳng tâm linh bởi họ biết Lạc Tần Tế bắt đầu rồi. Chương 1208, Lạc Thần Hoa. Hừng hực, ngọn lửa màu đỏ sậm từ thân thể Lạc Ly bốc cháy lên, bao bọc nàng từ bên trong. Từ xa nhìn lại tựa như ngọn đuốc người màu đỏ sậm cháy tận đất trời. Tí tách. Ở trong hỏa diễm bao phủ, thân thể Lạc Ly, ngọc thủ của nàng, không ngừng có máu tươi đỏ thẫm nhỏ xuống. Sau đó là rơi về phía dưới Lạc Hà. Lạc Hà này là máu thịt của vị Lạc thần tổ tiên Lạc Hà tộc biến thành từ thời kỳ viễn cổ. Nghe đồn ẩn chứa lực lượng của thần. Nhưng mà loại lực lượng này chỉ có người trong hoàng tộc có huyết mạch tinh khiết nhất Lạc thần tộc mới có thể kích phát. Máu tươi rơi vào Lạc Hà khiến dòng sông biến thành một cái dòng máu màu đỏ tươi đẹp. Từng điểm sáng đỏ không ngừng từ đó bay lên, hướng về thân thể Lạc Ly. Trên bạch ngọc đài không ngừng hội tụ, làm hỏa diễm đang cháy còn thêm cường thịnh. Lạc Thiên Thần đứng phía bên phải Lạc Ly, mặt già nua của hắn lúc này trông nghiêm túc dị thường. Hắn vốn dâng nhìn thoáng qua, nước sông Lạc Hà vốn sôi trào. Nghe nói hoàng tộc huyết mạch càng tinh khiết thì càng khiến Lạc Hà đồng cảm, sao phó lực lượng càng tinh khiết hơn. Lạc Ly có được huyết mạch hoàng tộc tinh khiết nhất, điều này ngay từ lúc nàng mới vừa sinh ra cũng đã kiểm tra, cho nên Lạc Thiên Thần tin tưởng Lạc Thần Tế của Lạc Ly tất nhiên sẽ là không giống như lần trước. Lạc Thiên Thần nhắm mắt nhìn thoáng qua bầu trời, ánh mắt xoẹt qua vẻ hàn quang. Hắn biết những sao hỏa kia đang núp trong bóng tối nhìn chằm chằm buổi lễ này. Một khi phát hiện Lạc Thần Tế của Lạc Ly vượt qua sự tưởng tượng của bọn hắn, tất nhiên bọn họ là ra tay phá hoại. Mà Lạc Thiên Thần tuyệt đối không để cho ý đồ bọn hắn được thực hiện. Bởi vì Lạc Ly đã là hy vọng cuối cùng của Lạc Thần tộc. Nếu như nàng xảy ra điều ngoài ý muốn, như vậy lòng người hướng Lạc Thần tộc hôm nay là tan rã. Đến lúc đó, Lạc Thần tộc trở thành lịch sử. Mặc dù hắn là một vị thượng vị địa chi tôn, nhưng đã từng bị trọng thương, thậm chí lượng sinh mệnh còn chút suy yếu. Cho nên uy vọng của hắn ở Lạc Thần tộc cũng không được như xưa. Bằng không chỉ sợ hắn là sớm cưỡng ép, áp chế phục bà vị hạ vị địa chi tôn của chi nhánh hoàng tộc kia, bức bách bọn hắn thuần phục. Bất quá bất kể thế nào, hôm nay ai muốn phá hư Lạc Thần Tế của Lạc Ly, hắn là khiến người đó biết, dù hổ đã bị thương cũng còn răng nanh sắc bén. Nghĩ tới đây mặt Lạc Thiên Thần cũng dần dữ tợn. Rầm, sát ý trong lòng Lạc Thiên Thần bắt đầu khởi động thì bỗng nhiên phía dưới Lạc Hạ xuất hiện vô số bong bóng đỏ tươi, một số lượng vượt xa rất nhiều trước kia. Biến hóa này của Lạc Hà được vô số ánh mắt phát giác ra được. Từng khối bong bóng không ngừng vỡ vụn, đột nhiên trong đó có một viên bong bóng có thêm một đoàn hào quang màu đỏ tươi từ từ bay lên. Hào quang lại tăng lên càng thêm rõ ràng, cuối cùng trực tiếp biến thành một đóa hoa màu đỏ tươi chừng bàn tay. Ở phía trên đóa hoa còn có một ngọn lửa hỏa diễm màu đỏ đang bốc cháy. Hơn nữa, kỳ lạ nhất là trên mỗi một cánh hoa mơ hồ có thêm một bóng sáng mảnh khảnh. Bóng kia tùy tương đối mơ hồ, nhưng lại là có một loại cảm giác mỹ lệ làm người ta trầm mê. Đó hoa lở rộ cùng lúc, một cấu huyết mạch chi lực mênh mông cổ xưa từ đó phát ra. Trong lúc Lạc Thiên Thần và Lạc Thiên Long cùng một ít cường giả Lạc Thần tộc nhìn đóa hoa hỏa diễm như máu, mặt đại biến. Đương nhiên là loại biến hóa này là cuồng hỉ, khó có thể áp chế. Cái đó là Lạc Thần Hoa. Từng thành viên trong hoàng tộc Lạc Thần tộc nhịn không được lên tiếng kinh hô, thanh âm khiếp sợ. Trong Lạc Thần Tế nếu sở hữu huyết mạch thuần khiết, xuất hiện loại dị tượng
Trong truyền thuyết, dị tượng tinh thuần nhất là Lạc Thần Hoa. Nghe nói, Lạc Thần Hoa là do máu tươi tổ tiên Lạc Thần biến thành, chúng ẩn nấp tại sâu trong Lạc Hà, chỉ có khuyết mạch tinh khiết nhất mới có thể dẫn động kích phát. Đã biết bao năm tháng trong Lạc Thần tộc, số lần Lạc Thần Hoa xuất hiện đếm trên đầu ngón tay, nhưng mà không ai nghĩ tới hôm nay bọn hắn thấy một màn này. Những cái thành viên trong chi nhánh hoàng tộc ba vị hạ vị địa chi tồn tới Lạc Thần Hoa, hoa máu đỏ tươi lở rộ, mặt kịch biến, tất cả sợ hãi khó tin. Như thế nào? Thế nào lại là Lạc Thần Hoa? Bọn hắn nhìn nhau nhịn không được lên tiếng. Bọn hắn tự biết rõ huyết mạch Lạc Ly tuyệt đối tương đối tinh khiết, nhưng mà từ đó cũng nghĩ không tới Lạc Thần Tế của Lạc Ly có thể đem Lạc Thần Hoa kích thích ra. Sắc mặt bọn hắn âm tình bất định, tình huống trước mắt Lạc Thần Tế của Lạc Ly tất nhiên không tầm thường, mà vạn nhất nàng nhận được Lạc Thần truyền thừa, như vậy nàng bước vào địa chi tôn cảnh, hơn nữa tương lai thành tựu nàng có thể vượt quá tưởng tượng bọn hắn. Ai cũng không biết Lạc Ly sẽ trở thành Lạc Thần thứ hai của Lạc Thần tộc, mà một khi chuyện đó thành sự thật, vậy địa vị của Lạc Ly không thể lay động, coi như là bọn hắn những chi nhánh này chỉ có thể hoàn toàn quy phục, không dám có tâm tư phản loạn, mà quan trọng hơn, sao có thể tiếp cận Lạc Ly trong khi có lão già hỏa kia bảo vệ. Nghĩ tới đây, mắt hắn cũng xẹt qua hung quang. Mà ở Lạc Thần tộc, tất cả phe nhà má tâm tư đều khác nhau. Phía xa xa, vô số con dân Lạc Thần tộc thấy đóa hoa màu đỏ từ Lạc Hà bay lên thì ùn ùn hoan hô. Con dân Lạc Thần tộc phần lớn là huyết mạch Lạc Thần hết sức mỏng manh, cho nên thấy những cái đóa hoa này là cảm nhận một cỗ rung động tôn sùng trong huyết mạch. Mà loại tình huống này trong dĩ vãn các kỳ Lạc Thần tế đều không có xuất hiện, cho nên khi biết được Lạc Thần Tế của Lạc Ly xuất hiện, điều này tất cả bọn họ cảm giác điều này là không bình thường. Điều này làm cho bọn họ vô cùng phấn khởi. Vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt vang lên, một đóa Lạc Thần hoa đỏ tươi theo thời gian dần trôi qua rơi vào phía trên thân thể mềm mại của Lạc Ly. Trong chốc lát, ngọn lửa màu đỏ sậm đang bọc quanh thân thể nàng lập tức căng phồng. Hừng hực, ngọn lửa vốn đang hừng hực cháy bỗng nhiên to ra thành mấy trăm trượng, hỏa diễm cháy hừng hực. Trong không khí dường như đều là tràn ngập mùi vị huyết mạch. Nương theo hỏa diễm cường thịnh, ai cũng phát giác ra được ngọn lửa đang bao trùm cơ thể Lạc Ly bắt đầu phát ra linh lực chấn động. Loại linh lực trình độ này là bắt đầu leo đến cảnh giới địa chí tôn. Phát giác linh lực trong cơ thể Lạc Ly nhanh chóng tăng cường, Lạc Thiên Thần lặng lẽ thở một hơi. Thật không hổ là tuyệt thế thiên kiều trong Lạc Thần tộc, một cái Lạc Thần tế cũng có thể làm ra động tĩnh loại này. Ngay khi khẩu khí thiên thần mới thả lỏng, tiếng cười đột nhiên vang xa, vang tới quanh quẩn trong đất trời. Mặt Lạc Thiên Thần lập tức đổi, âm trầm nhìn bầu trời xa xa, điềm nhiên nói: "Huyết thần tộc, huyết linh tử." Xa xa trên bầu trời nguyên bản đang xanh thẳm, lúc này lấy tốc độ mắt thường có thể thấy trở nên đỏ thẫm, sau đó tựa như huyết triều mãnh liệt quét ra, mấy hô hấp xuất hiện trong chất đất trời. Huyết lãng cuồn cuộn, một đạo nam tử trung niên mặc huyết bào cười nghe hiện ra. Hai đồng tử hắn là màu đỏ tươi, híp mắt nhìn Lạc Thiên Thần ôm quyền cười. Nghe Lạc Thần tộc tiến hành Lạc Thần tế, huyết thần tộc ta tới thưởng thức. Rầm. Quân đội hai bên bờ Lạc Hà lúc này bộc phát ra linh lực mạnh mẽ, mắt nhìn. Ánh mắt hai người Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tu lạnh lẽo nhìn chăm chú nam tử mới hiện thân. Linh lực trong cơ thể khởi động, theo thời gian dần trôi qua, chiến ý sau lưng hai nhánh quân đội dùng hợp lại là một chỗ, hai cỗ chiến ý mạnh mẽ bắt đầu khởi động. Hai người này cũng là một chiến trận sư, chỉ có điều khả năng nắm giữ chiến ý hiển nhiên là chỉ đạt tới trình độ vạn văn chiến trận sư. Ở phía dưới đằng xa kia, vô số con dân Lạc Thần tộc trong Lạc Thần thành cũng bạo động. Cầu hận và sợ hãi nhìn đạo thân ảnh trên bầu trời, hiển nhiên với người kia không có xa lạ, bởi người tới là tộc trưởng huyết thần tộc Huyết Linh Tử. Hắn ở tiểu Tây Thiên giới, hiện hách hùng danh, đủ để cho tiểu nhi dựng khóc. Cút, Lạc Thần tộc ta không có chào đón ngươi. Lạc Thiên Thần nhìn chằm chằm vào trong huyết linh tử, mặt âm trầm chợt quát. Linh lực mênh mông lúc này giống như là phong bão từ sau lưng quét qua, toàn bộ không gian đất trời lúc này kịch liệt vạn vẹo, uy áp linh lực đáng sợ bao phủ thiên địa. Tại tiểu Tây Thiên giới chẳng nơi nào huyết thần tộc ta không thể tới. Nghe tiếng quát của Lạc Thiên Thần, huyết linh tử cười cười tràn đầy khinh miệt đáp. Tại áo án vùng, sóng máu chiều sau lưng duy chuyển, có thêm năm bóng người chậm rãi đi ra. Lúc đó họ lộ mặt là lập tức khiến cho tất cả hít một hơi lạnh, bởi quanh thân năm người đều là nhộn nhạo linh lực chấn động đáng sợ, toàn bộ bọn hắn là hạ vị địa chí tôn. Đó là năm vị trưởng lão huyết thần tộc, nghĩ không tới lần này bọn hắn đều đến hết.
Trong Lạc Thần Thành, một mảng rối loạn, có người thanh âm phát ra sợ hãi. Sắc mặt Lạc Thiên Thần tái nhợt, xem ra huyết thần tộc đúng là quyết định phá hư Lạc Thần Tế, dĩ nhiên là dốc toàn lực lượng. Hơn nữa hắn là mơ hồ cảm giác, tại phương hướng của hắn cũng xuất hiện một ít linh lực cường đại mờ mịt chấn động. Hắn phỏng đoán, vậy là trong Lạc Thần tộc cũng có người đang có ý định rõ ràng giống huyết thần tộc, muốn phá hoại Lạc Thần Tế. Nhưng Lạc Thần biết, một kỳ bọn hắn hiện lộ dấu hiệu suy thoái, những người kia lựa chọn bỏ đá xuống giếng, lúc này có thể thực sự là nguy hiểm. Mặt huyết linh tử lỡ lũ cười nhìn Lạc Thiên Thần, sau đó chuyển hướng phía Lạc Ly đang bị bao phủ bởi hỏa diễm bạo tạc nói: chỉ cần các người đồng ý gả Lạc Ly cho huyết thần tộc ta sẽ dành cho các người ủng hộ lớn nhất. Lạc Thiên Thần, ta mang theo cành ô liu mà tới, người không nên lỗ mãng vấy máu nơi này. Mặt khác, Lạc Thiên Thần không cảm xúc nhìn huyết linh tử, người đã muốn biết đáp án, ta nói cho người biết. Hắn giơ tay, gió đột nhiên hạ xuống tay ngầm lạnh lẽo, ẩn chứa ý, tràn đầy sát ý, trong đó thiên địa bộc phát. Lạc Hà đại trận. Trong 1209, chiến binh của nàng. Lạc Hà đại trận chốc lát sau khi bốn chữ từ miệng Lạc Thiên Thần quát ra, chỉ thấy phía dưới tròng Lạc Hà sôi trào mãnh liệt, nhất thời cuốn nền sóng to lớn mấy vạn trượng, nước sông cuồn cuộn mà lên, gió lan tràn ra với tốc độ kinh người, cuối cùng hình thành một đạo màn nước biển lớn vạn trượng. Màn nước kia giống như móc ngược cự đồng đồng dạng, đem Lạc Thần Thành bao phủ bên trong. Mà nước dập dờn né ra chói mắt linh quang, trong nước mơ hồ có cổ lão khí tức tản mát ra bằng bạc mênh mông. Mà nước này nhìn qua tùy nói khá yếu kém, nhưng từ phía trên kia tản mát ra cường hãn linh lực khiến huyết linh tử con ngươi hơi co rụt lại. Xem ra đối với bọn họ tới, Lạc Thần tộc sớm đã có chuẩn bị. Xem ra người Lạc Thần tộc không có tư cách hưởng thụ đối với chúng ta huyết thần tộc hòa bình. Huyết linh tử âm lãnh lên tiếng, chợt đột nhiên ra tay, đại thủ cách không nhấn một cái, nháy mắt huyết vân hội tụ che ngập bầu trời hóa thành huyết thủ to lớn. Huyết thủ từ trời giáng xuống mang theo cuồn cuộn linh lực làm người ta sợ hãi, trực tiếp nặng nề đập vào màn nước bao phủ Lạc Thần Thành phía trên. Cả hai ngạng cánh với nhau nhất thời, màn nước kịch liệt nổi lên gợn sóng, tầng tầng cấp tốc khuếch tán ra như muốn phá nát. Trong Lạc Thần Thành, vô số người sợ mật mặt nhìn màn nước không ngừng gợn sóng, sắc mặt tái nhợt. Một khi màn nước phá nát như vậy, huyết thần tộc đại khai sát giới. Ông ông, bất quá dưới ánh mắt kinh hoàng sợ hãi nhìn kỹ, cái màn nước cửa kia nhìn như sắp phá nát, lại lấy một loại cực kỳ ngoan cường tư thái mạnh mẽ chịu đựng huyết linh tử một đòn hung hăng. Sau đó gợn sóng dần dần tiêu tan, màn nước khôi phục yên tĩnh lặng lặng trên Lạc Thần Thành bảo vệ. Huyết linh tử nhìn màn nước dần khôi phục yên lặng, mặt hơi đổi, hiển nhiên toàn Lạc Hà đại trận sức phòng ngự là vượt tưởng tượng hắn. Huyết linh tử, ngươi đừng tưởng vọng, đại trận này là do Lạc Hà thôi phát, chỉ cần Lạc Hà không cạn, ngươi đừng mơ đánh vỡ. Lạc Thiên Thần nhìn tình cảnh thở vào nhẹ nhõm, chợt là cười gằn giễu cợt. Lạc thần tộc tuy rằng suy thái, nhưng mà lão hổ tuy bệnh vẫn còn dư uy. Lạc thần tộc gốc gác vượt xa huyết thần tộc, cái này hộ tộc đại trận, đừng nói một huyết linh tử thượng vị địa chi tồn thực lực, dù hắn là địa chi tồn đại viên mãn cũng đừng mơ tưởng đánh vỡ. Đây cũng là Lạc Ly đang tiến hành Lạc Thần Tế chỗ dựa lớn nhất. Ta liền không tin Mai Dùa này có thể bảo hộ các người cả đời. Huyết linh tử mắt trái đấp, chợt trong mắt xoay qua tàn nhẫn, vùng tay lạnh lùng, tập trung công kích một điểm đem nó phá cho ta. Nằm cái huyết thần tộc trưởng lão cùng lúc đánh nhau, cùng lúc đáp, chợt là mắt lộ dữ tợn, mênh mông linh lực ngập trời trực tiếp đem vùng thế giới này hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ ngầu, mùi máu tanh phóng lên trời. Ầm ầm, một thượng vị địa chi tồn cùng năm hạ vị địa chi tồn đồng thời ra tay, thành thế quả thực là thiên băng địa liệt. Từng đạo linh lực công kích khủng bố từ trên trời giáng xuống, cực kỳ tinh chuẩn công kích một điểm trên mặt nước. Đối với loại này điên cuồng oanh tạc, chỉ thấy trên mặt nước điên cuồng dập sơn, từng đạo gợn sóng rung động hầu như lan ra toàn bộ màn nước. Mà trong Lạc Thần Thành, vô số người nhìn màn nước lùng này sắp đổ cũng là sợ hãi mất mặt. Bất quá Lạc Thiên Thần vẻ mặt thong dong, cũng không có gặp bao kinh hoàng. Hắn đối với Lạc Hà đại trận có tự tin, chỉ cần bọn hắn cố thủ, huyết thần tộc không có biện pháp bắt bọn họ
Lạc Ly, dành thời gian đi. Lạc Thiên Thần nhìn phía Lạc Ly đang bị hỏa diễm đỏ sậm hừng hừng bao vây, lẩm bẩm: chỉ cần Lạc Ly hoàn thành đột phá, vậy bọn họ Lạc Thần tộc trên dưới liền có thể chân chính một lòng. Đến thời điểm coi như là huyết thần tộc muốn hùng hổ dọa người, bọn hắn cũng có vốn liếng để liều mạng. Hắn liền không tin huyết thần tộc có quyết đoán trả giá nặng nề đổi tới để đối phó bọn hắn Lạc Thần tộc. Nói như vậy chỉ có điều làm cho Lục Thần tộc cùng Cốt Thần tộc ngồi rình ngư ông đắc lợi. Đấy, Lạc Thiên Thần đối với huyết thần tộc hiểu rõ bọn hắn tuyệt không làm được chuyện như vậy. Hừng hực. Nhưng nghe được Lạc Thiên Thần âm thanh bào phủ ở Lạc Ly quanh thân, hỏa diễm đỏ sậm đột nhiên lúc này đột tăng vọt, hóa thành hỏa diễm phong bạo quấn quanh thân nàng. Ở trong hỏa diễm phong bạo, từng cái đóa hoa tươi đẹp đỏ màu máu bay lên, mỹ lệ mà xinh đẹp. Tổ tiên, xin mời bảo hộ ta Lạc Thần tộc. Trong hỏa diễm phong bạo, nữ hài tử tay ngọc tạo thành hình như chữ thập, máu đỏ tươi từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Nàng thấp giọng thong dong nói như cầu khẩn. Tí tách, máu tươi hạ xuống trực tiếp rơi sầu Lạc Hà đang quay cuồng, phảng phất nắng động tấn nhập chỗ sâu. Ầm. Ở trong sát na, Lạc Hà đột nhiên sôi trào, Lạc Thần Hoa che ngập bầu trời bay ra. Lạc Thần Hoa hội tụ phía sau Lạc Ly, trong lúc mơ hồ hòa thành một cái vệt quang ảnh. Quang ảnh cực kỳ tinh tế, tuy rằng dung nhan nàng mơ hồ chỉ một bóng người, nhưng mà một loại kinh tâm động phách vẻ đẹp. Một cái luồng cổ lão khí tức từ đó quang ảnh tản mát. Khi mà quang ảnh xuất hiện trong nghe mắt, hết thảy Lạc Thần tộc thần sắc lùa đột nhiên kịch biến. Lúc này đây, bọn hắn là từ quang ảnh cảm giác một loại sức mạnh đồng nguyên huyết thống. Đó là Lạc Thần tổ tiên. Lạc Thiên Thần chấn động lên tiếng, khó có thể tin nhìn Lạc Ly phía sau quang ảnh. Sau đó hắn cũng không nhịn được mà nước mắt rơi đầy mặt. Ai nghĩ được, bọn họ Lạc Thần tộc chưa để suy thoái thời khắc, dĩ nhiên tổ tiên xuất hiện. Quang ảnh nhìn chăm chú Lạc Ly, phát ra đạo duyên dáng cười, tiếng cười truyền ra thiên địa yên tĩnh. Quang ảnh ngón tay duỗi ra nhẹ điểm vào mi tâm Lạc Ly. Tại sát na, vô tận linh quang phun trào, cuồn cuộn không ngừng rót vào đầu Lạc Ly. Đó là Lạc Thần truyền thừa. Ba vị hoàng tộc Lạc Thần tộc chỉ nhánh tới cái cảnh này, mắt đầy sự cố kỵ. Bọn hắn làm sao đều nghĩ không tới Lạc Ly tại Lạc Thần tế dĩ nhiên có truyền thừa. Lạc Thần Hoa thì cũng thôi đi, sao tất cả Lạc Thần tổ tiên xuất hiện đồng thời là dành cho Lạc Ly truyền thừa. Tổ tiên bất hủ, Ngô Hàng vạn tuế. Trong Lạc Thần thành, vô số con dân kích động vạn phần, bóng người quy lệ tràn ngập, tiếng hoan hô đình tải nhức óc, vang ong ong ở thiên địa. Ở bên ngoài, huyết linh tử thấy thế, mặt chưa để âm hàn, mặt hắn nơi sâu xa xẹt qua một sự kiêng kỵ cùng sợ hãi. Trước mặt Lạc Ly lúc này cảm nhận được sự uy hiếp, hắn liếc nhìn dưới sự công kích bọn họ mà nước như trước đứng vững, mặt trở nên dữ tợn chợt quát: bọn họ sao còn không ra tay? Tiếng thét vang vọng phía chân trời khiến ánh mắt Lạc Thiên Thần rùng mình, lẽ nào đang gọi Lực Thần tộc cùng Cốt Thần tộc? Mà khi Lạc Thiên Thần phòng bị mặt khác hai tộc thì hắn lúc này không có chú ý tới bà bị hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chi tôn đột nhiên cắn răng. Chỉ thấy trong đó một ông lão đột nhiên tiến mấy bước tiếp cận Lạc Hà. Ngươi làm cái gì? Thấy ba người bọn họ, Lạc Thiên Long nhất thời quát lên. Bạch, hắn thanh âm vừa ra, hai vị khác Lạc Thần tộc hoàng tộc chi nhánh hạ điện chí tồn là xuất hiện tại phía trước nhanh chóng giam giữ. Mà ở trong giây lát đó, vị lão giả tiếp cận Lạc Hà trực tiếp móc ra một bình ngọc đựng chất lỏng màu đen đột nhiên đối với Lạc Hà ném vào. Ầm, bình ngọc vỡ vụn, màu đen thủy triều đột nhiên bạo phát. Hắc triều đó tỏa ra một loại cực kỳ âm hàn bao phủ gợn sóng, chỗ đó qua đi là một mảng Lạc Hà đóng băng. Mảnh Lạc Hà đóng băng này nhất thời bị thiếu hút sức mạnh của Lạc Hà, Lạc Hà đại trận cũng suy yếu, màn nước một trận bà đắng, một cái khu vực dần dần vỡ vụn. Các người muốn chết? Lạc Thiên Thần nhìn tình cảnh nhất thời tức giận đến mức mắt sắp nứt, nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng đất trời. Hắn là làm sao cũng nghĩ không được những cái già hỏa chi nhánh này có thể vô liêm sỉ đến trình độ như vậy. Bọn hắn hiển nhiên sớm cùng huyết thần tộc có cấu kết. Ầm, linh lực mênh mông đột nhiên từ cơ thể Lạc Thiên Thần bộc phát, hắn đằng đằng sát khí nhìn ba tiền phản bội thân hình bắn mạnh tới. Bạch, nhưng khi thân hình hắn lao ra, trước mắt làn sóng máu gào thét, huyết linh tử trực tiếp từ Lạc Hà đại trận phía trên đột phá nọt vào, ngăn cản trước người hắn. Kiệt kiệt, Lạc Thiên Thần, người lúc trước cao hứng cũng quá sớm một chút. Huyết linh tử ngăn trở Lạc Thiên Thần, nở ra nụ cười đáng sợ lạnh lùng nói: cho ta đánh gãy Lạc Thần tế. Câu nói hắn này hiển nhiên là hướng về huyết thần tộc nằm cái hạ vị địa chi tồn nói lời. Bạch bạch.
kẻ nào dám mạo phạm Ngô Hoàng giết không tha. Mà tại lúc bọn hắn xông thẳng vào chỗ Lạc Ly, tiếng gầm gừ đột nhiên từ hai bên Lạc Hà phóng trên trời, là Lạc Hà, Lạc Thanh Nhai, Lạc Tù, phía sau bọn họ đều có quần đội. Cuồng bạo chiến ý bộc phát, hóa thành dòng lũ cuồn cuộn, bọn hắn không sợ chết hướng ba vị địa chi tôn phóng đi. Bọ ngựa đấu xe, một cái vị huyết thần tộc hạ vị địa chi tôn dạng lạnh rên một tiếng, thân hình hơi động xuất hiện phía trước cuồn cuộn chiến ý, linh lực đó như máu bộc phát, càng là dựa vào sức một người đem Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tù hai người trời quân đội chống đỡ được. Mà hai gã khác hạ vị địa chi tôn không dừng lại, thẳng tới Lạc Ly đi bảo vệ Ngô Hoàng. Thời khắc nguy cơ, Lạc Hà hai bên bóng người không ngừng bắn mạnh tới, nhưng Lạc thần tộc rất nhanh cửu phẩm chi tôn không do dự lao ra ở phía Lạc Ly phía trước hình thành tầng phòng hộ. Một bầy kiến hồi thối. Bất quá đối với loại này tầng tầng phòng ngự, hai cái hạ vị địa chi tôn chẳng thèm để ý chút nào, lần nữa phân ra một người bán chân dẫm mạnh, chi tôn pháp tướng hiện trên thiên địa, miệng rộng một tấm, mạnh mẽ hít một hơi, nhất thời thiên địa linh lực như bão táp bị hút trong miệng. Hống, tại sát na kia chi tôn pháp tướng miệng mở rộng, nháy mắt khủng bố sóng âm tàn phá đi ra, nhưng Lạc thần tộc cửu phẩm chi tôn trực tiếp bị thổi bay đi. Cũng không từng liếc mắt nhìn ra thứ ba hạ vị địa chi tôn, lúc này hắn từ phòng hộ chỗ trống bắn mạnh ra, cầu ngón tay búng một cái, một đạo linh lực bắn mạnh đánh vào bạch ngọc đài. Bạch ngọc đài gãy vỡ, ầm ầm rơi vào Lạc Hà, trên Lạc Hà trôi nổi, mà trên bạch ngọc đài Lạc Ly như trước mắt nhắm nghiền. Ha ha, người Lạc thần tộc còn có người cản ta được sao? Nhìn gần như trong gang tấc Lạc Ly, tên hạ vị địa chi tôn kia không khỏi khinh bỉ cười. Thời khắc này Lạc thần tộc lá bài tẩy đã hết, lần này Lạc thần tế xem như thất bại. Bà tay hắn nắm chặt một thành huyết thương xuất hiện, mũi thương nhằm vào Lạc Ly, hiển nhiên không do dự là thủ tối hoa. Thế cục đột biến bên trong Lạc thần thành, vô số Lạc thần tộc còn dần nhìn cảnh này không khỏi phát sinh tuyệt vọng. Lẽ nào bọn hắn Lạc thần tộc muốn như vậy bị hủy diệt? Nghe được tiếng tuyệt vọng than khóc tràn ngập thành thị, Lạc Ly mở mắt đẹp, nhưng mà nàng chỉ chờ mắt nhìn cái kia đang ngày càng tiếp cận huyết thần tộc địa chí tôn. Tay nàng nắm chặt, đầu ngón tay bấm vào lòng bàn tay. Nàng chằm chú cắn môi, máu tươi thẩm thấu ra ngoài. Lẽ nào Lạc thần tế chỉ là công giá tràng sao? Nàng chỉ cần một chút thời gian còn lại một chút thôi là thành công. Khoảng cách tiếp cận huyết thần tộc địa chí tôn nhìn Lạc Ly, khóe miệng cười gằn, nồng nặc trêu tức. Thật đáng tiếc, Lạc thần tộc tuyệt thế thiên kiêu liền muốn chết yểu trong tay ta. Tiểu nhà đầu, chết cho ta. Ánh mắt hắn đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, không do dự, mũi thương ngừng tụ cuồn cuộn sóng máu, đâm một thương chính là xuyên thấu không gian, dường như nhanh như sét đánh nhắm mắt thẳng Lạc Ly mi tâm. Theo nhát thương kia đâm ra, toàn bộ thiên địa trời đất đều phảng phất yên tĩnh lại. Lạc thần thành bên trong vô số con dần tuyệt vọng co quắp ngã xuống. Lạc Thanh Nhai cùng Lạc Tù điên cuồng rít gào, lần lượt liều mạng khởi động chiến ý, lỗ lực phá tan trước mắt một cái kia địa chi tôn ngăn cản. Bị huyết linh tử kéo chặt lấy, Lạc Thiên Thần cũng phát sinh ra tuyệt vọng tiếng bi ai. Lạc Thiên Long cũng lần lượt bị trước mặt hắn hai vị hoàng tộc chi nhánh hạ vị địa chi tôn đánh đuổi. Lạc Ly cắn chặt môi đỏ, một cái tia chói mắt tờ máu từ khóe miệng chảy xuống ông ông. Huyết hồng mũi thương xé rách không gian ầm ầm, nhưng mà khi mũi thương xuất hiện ở Lạc Ly trước mặt, nháy mắt đó tất cả mọi người đã đột nhiên nghe thấy trong đất trời tựa hồ có tiếng chói tai lổ ra đùng đoàng đột nhiên vang. Huyết thần tộc địa chi tôn làm như có phát giác, mặt hơi đổi ầm. Cũng chính lúc hắn nhận ra nháy mắt đó, chỉ thấy phía trên hắn không gian đột nhiên nổ tung, một đạo tốc độ không cách nào hình dung bắn mạnh xuống. Đạo hắc quang tốc độ quá nhanh, nhanh tới mức liền là huyết thần tộc địa chi tôn đều không cách nào tránh. Hơi thở tiếp theo thì đạo hắc quang kia chính là cái kia rõ ràng kinh hãi tầng tầng nện trên người hắn. Ầm, tiếng sấm to lớn dữ tợn lổ tung, vào lúc này ầm ầm vang vọng. Sau đó vô số người trợn mắt ngoác mồm nhìn sông Lạc Hà, trực tiếp lúc này xuống dưới vạn trượng làn sóng phủ lên, chạm vào bầu trời cuối cùng hóa thành mưa xối xả xuống. Đó là cái gì? Trên mặt sông sụp đổ, huyết thần tộc địa chi tồn trôi nổi, mà lúc này trên lưng hắn không biết khi nào xuất hiện một đạo hắc sam thân ảnh. Hắn một tay đè trên huyết thần tộc địa chi tồn đỉnh đầu, một gối chạm lưng vặn vẹo gãy. Mà trước mặt họ, bạch ngọc đài trôi nổi trên mặt sông, một màn như thế chấn động tuột đỉnh.
Vậy đây là ai? Vô số người chấn động thất thanh. Hiển nhiên đột nhiên nhô ra cường giả áo đen, thật quá mức chấn động lòng người. Mưa như trước từ bầu trời phủ xuống, trong thiên địa vô số chấn động thanh âm. Nặc Ly lúc này có chút thất thần nhìn một cái đạo như thiên thần giáng lâm thân ảnh. Làng trong giây lát tựa hồ có chút hoảng hốt, sau đó tỉnh táo, đôi mắt mỹ lệ như lưu ly mắt trợn lớn. Một ít khó tin thần thái dần là theo leo đến nàng tinh xảo dung nhan. Mưa xối xả chút xuống trên mặt sông, cái kia đầu gối chạm vào huyết thần tộc địa chi tồn trên lưng. Hắc Sam thân ảnh cũng vào lúc này ngẩng đầu nhìn chắc mắt một tấm nhớ thường dùng ngàn tuổi trẻ tấn ruột, khuôn mặt một cái vẻ nhu ôn nhu, nụ cười hiện lên. Lúc này hắn là một tay trên ngực, hơi cúi đầu nhẹ giọng cười: nữ hoàng của ta, kỵ sĩ của nàng tới rồi đây.